Vâng, xin chào đến với kênh Kia Xe Đạp. Và trong video này em giới thiệu các bác một mẫu Motaci mà trước đây em đã có về một chiếc Motaci thương hiệu của Ý, rất là cao cấp, khung làm được từ carbon. Và lần này xe em về được cao cấp hơn với bộ sóc hơi luôn nhá. Xe một thương hiệu của Ý dòng Motaci, khung carbon rất là cao cấp, về dòng địa hình mountain bike, đối với dụng giống. Và xin cho em đánh giá tổng thể chiếc xe. Và lần này em vẫn về cái tông màu cũ của theo những lần trước, thì dòng Motaci vẫn là màu vàng đen, cái tông màu rất là sport ở trên khung xe, khung làm từ carbon nữa nhá, khung carbon. Và xe vẫn là xe cao cấp, được trang bị với bộ rơm sườn. Đây là một mẫu Motaci mang thương hiệu từ Ý mà trước em về một chiếc mà rất là cao cấp của thương hiệu Motaci carbon. Em đánh giá tổng thể xe qua quá trình sử dụng nó rơi khoảng tầm 85%, vì xe quá trình sử dụng một dòng màu địa hình mountain bike thì cũng tránh khỏi với xe khác nữa. Tổng thể xe nhìn còn rất là đẹp lắm nhá, dòng địa hình mountain bike cao cấp đến từ thương hiệu Ý Motaci, khung carbon, khung chạy rơm sườn. Và rất nhiều các bác quan tâm về những cái dòng xe địa hình carbon, thì lần này em về được một chiếc đây, cổ phốt và ghi đông chính hãng của Motaci nguyên bản cho xe đây. Cổ phốt nhôm càng cũng của Motaci luôn, chính hãng nguyên bản cho xe. Tay lắm chính hãng của Motaci, tay lắm mút chữ M đây, Motaci một bản theo xe. Xe được sử dụng với bộ chuyển động 9 tầng lip của Shimano Antut, phanh dầu thủy lực Shimano bên trái em, ghi đông cổ phốt chính hãng một bản theo xe của Motaci. Bên tay phải em sử dụng với bộ chuyển động 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Antut, và phanh dầu đằng sau cũng sử dụng bộ phanh dầu thủy lực Shimano. Một lần này xe lần này sẽ được nâng cấp hơn với cái phiên bản là Motaci là giảm sóc hơi cũng nhé, giảm sóc hơi rất là cao cấp, sóc hơi bên này là bên xả e, sóc hơi đây là chỗ xả e, dòng sóc hơi đây là cao cấp của dòng Motaci. Giảm sóc hơi của Motaci luôn, nguyên bản theo xe, may ơ chính hãng cũng nguyên bản theo xe của Motaci luôn đúng không nhá, may ơ nguyên bản theo xe của Motaci, vành cũng của Motaci nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với bộ lốp canda kích thước lốp là 26 x 1,95. Cọc yên nhôm chính hãng của Motaci, yên xe của chính hãng Motaci, nhưng mà yên thì có hơi có vết sần rách ở phía trước không nhá, nhưng mà không ảnh hưởng gì cả, góc ngồi có thể thoải mái, hơi vết rách một chút là sần ở trước cái yên xe. Đùi đĩa trục giống đấy, rất là cao cấp đó nhá, đùi đĩa trục giống, đùi đĩa nhôm trục giống. Gạt đĩa của Shimano Alivio, ủ đề Antut Shimano. Đằng sau xe được trang bị với cặp Meyer chính hãng nguyên bản theo xe, cặp Meyer của Motaci. Xe hơi về bụi bẩn em chưa thời gian lau chùi đâu nhé. Vành xe của Motaci nguyên bản theo xe, đằng sau xe sử dụng với cặp lốp Canada. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 44, tức là size S đó nhá. Khi mà các bác đang dùng M6 trên M7. Và bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 9 tầng lip, tức là cao cấp, chính hãng nguyên bản theo xe. Lên lip lên. Chuyển động rất là bon và mượt mà các bác nhá.
Đúng đấy. Bên tay phải em mà trang bị với 3 tầng đĩa, đùi nó rụng rỗng. Xuống đĩa. Đây là một mẫu Tachi Carbon mà bên em mới về. Tất cả đồ đạc nguyên bản theo xe, tất cả mang thương hiệu của Motachi từ thương hiệu Ý. Và lần này sẽ được trang bị với lực cấp thêm với phiên bản là giảm sóc hoa hơi rất là cao cấp. Đối với rụng rỗng. Và xe giá rất tốt bên em là 7.900.000. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Quá là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kêu xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trước ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.